Niệm Phật kết thiện duyên. Đời Tống có vị Văn Ngạn Bác tiên sinh, từng làm quan đến chức thái sư, lại được hoàng thượng phong là Lộ Quốc Công. Có một lần, ông đến Long An tự thiết trai cúng dường sư phụ. Khi ông đến đại điện để lễ Phật, đột nhiên thấy một tượng Phật được đặt trên điện, do lâu năm nên bị hư, đã rớt xuống đất. Văn Ngạn Bác không muốn hành lễ nữa, ông chỉ chiêm ngưỡng bằng mắt, sau đó bỏ đi. Do lúc này có vị sư phụ đứng kế bên liền hỏi ông: Văn cư sĩ à, tại sao không lạy Phật vậy? Sư phụ à, tượng Phật đã hư rồi, tôi còn lạy là cái gì nữa? Văn cư sĩ, bác Hiền Đức trước đây có nói một ví dụ như vậy nè. Giống như là đất sét ở trên đường, nếu có người đào nó ra khỏi mặt đường, lấy nó đắp thành tượng đất dựng ở bên đường, lúc này những người đi đường đều nhìn thấy. Người có trí huệ thì biết ngay đó là đất được đào lên. Người bình thường á thì lại nói có thêm một tượng đất nữa. Sư phụ nhìn thật kỹ Văn Ngạn Bác, rồi ông lại tiếp tục nói: Cũng vào lúc này có một viên quan, ông quan đó sắp đi ngang qua con đường này. Vậy là có người nhanh chóng đem tượng đất sét đập bỏ đắp lại con đường. Tượng Phật trước đây vốn không có, bây giờ cũng không có, không nhiều cũng không ít. Con đường này cũng không phải mới làm, không tăng cũng không giảm. Văn Ngạn Bác nghe lời sư phụ, lúc đó trong lòng ông đã tỉnh ngộ, cho nên tâm hướng Phật lại càng kiên cố. Ông chuyên tâm niệm câu A Di Đà Phật, cho dù trời sáng hay đêm tối, cho dù là đang đi hay là đang ngồi, trước nay không hề lơ là. Đồng thời Văn Ngạn Bác còn thề sẽ quảng kết 100.000 người đồng sinh tịnh độ. Ý, nhiều người quá, định đi đâu vậy? Huynh không biết sao, hiện ở trong thành của chúng ta, tịnh độ pháp hội có đến 100.000 người lẫn đó. Hả, thật sao? Sau đó, Văn Ngạn Bác và Tịnh Nghiêm pháp sư ở kinh thành tập hợp hơn 100.000 người cùng niệm Phật tu hành. Lúc đó, có nhiều sĩ đại phu đều bởi vì tham gia tịnh hội này mà họ đã được cảm hóa, bắt đầu chuyên tâm niệm Phật, cầu xin tịnh độ.